Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 17 tháng 11, chúng tôi tiếp tục trở lại với đề tài phân tích quân đội các nước trên thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ tới với một lực lượng quân sự nằm bên kia bán cầu, rất thân thiết với Việt Nam trong quá khứ và cả hiện tại. Đó là lực lượng vũ trang Cộng hòa Cuba, một quốc gia kiên cường quyết không chịu khuất phục Mỹ ở châu Mỹ Latin. Như chúng ta đã biết, trong kháng chiến chống Mỹ, Cuba vừa là nguồn động viên tinh thần to lớn, vừa cử những chuyên gia quân sự giàu kinh nghiệm sang giúp Việt Nam ở một số vấn đề. Ví dụ như trận đánh tàu khu trục hạm đội 7 của Hải quân Mỹ năm 1972, Cuba đã giúp chúng ta cách ném bom Thia Lia bằng MiG-17. Còn trong hiện tại, Cuba tuy không giúp chúng ta được nhiều nhưng họ cho chúng ta những cách độ chế vũ khí rất hay, đáng học hỏi. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng tìm hiểu trang bị từng quân binh chủng sẽ rõ. Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, tên gọi chính thức của quân đội Cuba, hiện có quân số thường trực khoảng 50.000 người, với 1,5 triệu quân dự bị, ngân sách quốc phòng ước tính từ 2 đến 3% GDP, mà GDP năm 2019 của họ ước đạt 100 tỷ đô, tức là khoảng 2 đến 3 tỷ đô cho quốc phòng. Đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của Cuba, đất nước bị Mỹ và một số quốc gia đồng minh cấm vận hơn nửa thế kỷ. Cuối nhiệm kỳ Tổng thống Obama, tưởng như quan hệ hai bên sẽ tan băng khi ông Obama muốn bình thường hóa quan hệ. Thế nhưng, khi ông Donald Trump kế nhiệm, vị này đã hủy bỏ chính sách thân thiện của tiền nhiệm, tiếp tục cấm vận ngặt nghèo Cuba. Với nền kinh tế yếu, gặp nhiều khó khăn, rõ ràng Cuba ít có điều kiện mua sắm trang bị mới, thay vào đó, phần đa là các hệ vũ khí mua từ trước những năm 1990. Về tổ chức quân đội Cuba, họ có 3 nhánh chính, Hải lục không quân, và 3 nhánh phụ, chủ yếu là các lực lượng dự bị và dân quân tự vệ. Chúng ta sẽ tập trung vào 3 thành phần chính mà thôi. Đầu tiên, hãy tới với quân chủng lục quân Cuba. Quy mô hiện nay rơi vào khoảng 45.000 người, được tổ chức thành 5 lữ đoàn thiết giáp, 9 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn dù, 1 lữ đoàn biên phòng và 14 lữ đoàn dự bị. Trang bị của người lính Cuba không khác mấy so với Việt Nam. Họ cũng sử dụng khẩu AK làm vũ khí bộ binh tiêu chuẩn, các loại trung liên RPK-RPD, đại liên PKM hoặc DSHK-12-7, KPV-14-5, súng chống tăng B-41, súng không giật SPG-9. Về lực lượng cơ giới, đối với trang bị xe tăng, ước tính Cuba hiện có tổng cộng hơn 1.000 xe tăng, chiếm 70% là xe tăng T-54, T-55, phần còn lại là T-62. Tuy nhiên, số xe này chất lượng hơn phiên bản mà Liên Xô cung cấp cho Việt Nam. Ví dụ như, trong số 700-800 chiếc T-54, T-55, có một cơ số thuộc thế hệ T-55M và T-55AM. Đó là chiếc tăng T-55 hiện đại hóa, được trang bị giáp yếm BDD quanh thép pháo, tăng độ dày đáng kể để chống đạn xuyên động năng. Đặc biệt, nó được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực Volna, có đo xa laser, cho phép triển khai tên lửa chống tăng Bastion có tầm bắn 4-5 cây số. Tương tự, đối với số xe tăng T-62 cũng vậy. Ngoài những phiên bản T-62 mốt năm 1967 và mốt 1972 cơ bản, họ có một số chiếc T-62M thuộc phiên bản năm 1983 được hiện đại hóa sâu. Nó cũng có khối giáp yếm BDD như T-55M, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực Volna, bắn được tên lửa chống tăng, khả năng cơ động tốt hơn với động cơ V-55U 620 mã lực. Ngoài hai dòng tăng trên, Cuba còn một số lượng nhỏ xe tăng hạng nhẹ PT-76B và xe tăng hạng trung T-34-85. Tuy nhiên, đa số chúng hiện nay được lấy làm khung gầm cải tạo, độ chế vũ khí mới. Về lực lượng xe thiết giáp, Cuba hiện có khoảng 1.300 đến 1.500 phương tiện, đa số là dòng BTR của Liên Xô, một phần được mua và một phần được viện trợ. Về pháo binh, họ có một số lượng khoảng vài trăm khẩu pháo kiểu Liên Xô như D-20-152mm, D-30-122mm, M46-130mm và khoảng 100 khẩu pháo tự hành 2S1-122mm và 2S3-152mm. Tuy nhiên, đó là nếu xét về mặt tổng trang bị, còn thực ra con số hiện nay có thể đã thay đổi rất nhiều do Cuba đã tiến hành độ chế quy mô lớn, lấy cái này lắp lên cái kia và ngược lại. Ví dụ, về trang bị pháo tự hành, con số hiện nay của họ chắc chắn không chỉ có 2 kiểu 2S1 và 2S3 mà là series đủ kiểu. Cụ thể, họ đã lấy khung gầm xe thiết giáp BTR-60 lắp tháp pháo của T-54 nhưng được sửa đổi nhiều, tạo thành một khẩu pháo tự hành mới, thậm chí gọi nó là xe tăng bánh lốp theo kiểu của Nga thì cũng chẳng sai. Định danh của vũ khí này là CAP-BTR-100. Họ cũng lấy khung gầm xe tăng T-34-85, cắt gọt tháp pháo cũ, đặt khẩu D-30-122mm lên thân và tạo thành pháo tự hành CAP-T-122. Vẫn là khẩu D-30-122mm, họ đã đặt nó lên khung bệ một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1, chế thêm tháp pháo, nghiễm nhiên tạo thành khẩu pháo tự hành tương đối hiện đại. Tiếp tục là khung gầm T-34-85, chế lại một chút phần thân để lắp lên khẩu M46-130mm. Như vậy, tạo thành khẩu pháo mới CAPT-130. Cùng cách làm tương tự, họ cũng lắp khẩu D-20-152mm để tạo ra khẩu CAPT-152.
Khẩu D30 và M46 còn được độ chế lắp lên khung gầm các dòng xe tải 6x6 bánh, tạo thành pháo tự hành bánh lốp họ Jupiter. Trên khung gầm xe thiết giáp trinh sát BRDM2, họ cải tạo lại phần thân để lắp khẩu cối 120mm, tạo thành súng cối tự hành. Về xe chiến đấu bộ binh, trang bị ban đầu của bộ binh cơ giới Cuba chỉ có chừng 100 xe BMP1 của Liên Xô, nhưng hiện tại họ đã nhân rộng thêm một kiểu xe nhờ sự lai ghép. Cụ thể, họ đã lấy tháp pháo từ các xe BMP1 đã loại biên chế hoặc đem đi làm khung gầm phương tiện khác, lắp lên xe thiết giáp chở quân BTR-60, tạo thành xe chiến đấu bộ binh bánh lốp CBI-73M. Về pháo tự hành chống tăng, ban đầu Cuba chỉ có pháo Su-100 như của Việt Nam, nhưng hiện nay họ đã nhân rộng thêm một số kiểu mới bằng khung gầm BTR-BMP. Trên cơ sở khung gầm xe BMP-1, họ đã độ chế lại phần khung thân, bố trí tháp pháo cố định để lắp khẩu pháo T-12-100mm, tạo thành pháo tự hành chống tăng CAP-AT-BMP-100. Cùng với phương án tương tự nhưng hiện đại hơn, họ lấy khung gầm BTR-60 lắp tháp pháo T-55 và T-62 thành xe tăng bánh lốp hay pháo tự hành chống tăng. Đối với pháo phản lực phóng loạt, ngoài hai loại vũ khí nguyên bản BM-21 Grad và BM-24-240mm, hiện nay Cuba đã cải tiến hàng loạt kiểu pháo phản lực mới lạ. Phổ biến nhất là kiểu pháo phản lực mang vác như DKB ở Việt Nam, nhưng dùng đạn rocket cỡ nhỏ 55mm, 57mm, chúng khá phù hợp cho lối đánh du kích. Ngoài ra, họ đem bệ rocket chống ngầm RBU-6000 trên tàu chiến, lắp lên khung gầm xe ô tô để tạo thành pháo phản lực phóng loạt Fronten. Việc độ chế này cũng được thực hiện rộng rãi với bộ đội binh chủng tên lửa phòng không, pháo cao xạ và radar trực thuộc quân chủng phòng không không quân Cuba. Cụ thể, với pháo phòng không, vốn liếng ban đầu của họ là các khẩu pháo cao xạ kéo xe 37mm 61K, ZU-23-23mm, 57mm S-60 và 100mm KS-19 như Việt Nam. Nhưng hiện tại, phần nhiều chúng được cải tiến thành pháo cao xạ tự hành. Theo đó, người ta tận dụng khung gầm dòng xe thiết giáp BTR-152 và BTR-60 để lắp pháo cao xạ. Thậm chí, họ còn đem khung gầm xe tăng T-54 để tạo nên phiên bản cao xạ tự hành duplex T-57, trông khá giống với khẩu ZSU-572 thời chiến tranh Việt Nam. Với bộ đội tên lửa phòng không, tổng trang bị ban đầu của họ có khoảng 300 bệ phóng các loại tên lửa vác vai trên tên lửa tầm thấp, tầm trung tự hành và tên lửa tầm xa cố định. Các trang bị nổi bật nhất như tên lửa 2K12 cấp SA-6, F-125 Petura SA-3 và F-75 Dervina tức SA-2. Hiện tại, họ áp dụng một số cải tiến với hệ thống cố định SA-2 và SA-3 để tăng tính cơ động, linh hoạt khi triển khai thu hồi trận địa, phòng tránh các biện pháp chế áp tấn công của đối phương. Cụ thể, họ đã dùng khung bệ xe tăng T-54-T-55 để lắp bệ phóng và radar dẫn bắn của tên lửa SA-2 và SA-3. Thực ra, cách cải tiến này đã được một số quốc gia áp dụng như Ba Lan, họ đã từng làm như vậy và hiệu quả tương đối tốt. Tất nhiên, muốn cải tiến hệ thống radar hoàn chỉnh cũng cần phải cải tiến linh kiện điện tử của radar để tăng khả năng bắt bám mục tiêu, dẫn đường và kháng nhiễu điện tử. Hiện chưa có thông tin liệu Cuba có cải tiến được điều này hay không. Đáng chú ý, một số hệ thống phòng không tự hành nguyên bản như 9K31 Chenla-1 SA-9, 9K35 Chenla-10 SA-13 đã được độ chế. Hiện tại, theo một số nguồn tin, Cuba đã cải tiến để các hệ thống này có thể bắn tên lửa cải tiến R-13M và R-60MK. Vốn các tên lửa này được trang bị cho các máy bay tiêm kích MiG-21 và MiG-23, nay chúng được lôi xuống cho lực lượng tên lửa đất đối không. Đây gần như là những gì tốt nhất mà Cuba làm được với lực lượng vũ trang của mình, vì với không quân và hải quân, họ hầu như chỉ cải tiến được rất ít hoặc mức độ cải tiến không đáng kể, hạn chế. Lý do, vì máy bay tàu chiến là khối vũ khí phức tạp, độ phức tạp của nó vượt xa lục quân, đặc biệt là khâu đảm bảo an toàn khi khai thác sử dụng. Việc độ chế đôi khi không được hoan nghênh vì có thể gây hại cho chính người sử dụng. Vì lẽ đó mà không quân Cuba đang ngày càng thu hẹp về quy mô, hạn chế về ngân sách khiến quy mô hiện tại của họ rất nhỏ bé, với khoảng 6.000 đến 8.000 người, trang bị 61 máy bay các loại. Để tiện so sánh, ở giai đoạn đỉnh cao vào năm 1990, không quân Cuba là lực lượng tốt nhất ở Mỹ Latin với xấp xỉ 230 máy bay chất lượng do Liên Xô cung cấp, gồm cả những chiếc tiêm kích mà Việt Nam từng mơ ước mà không có. Còn hiện tại, với ngân sách quá hạn chế, họ chỉ còn duy trì 29 máy bay tiêm kích, trong đó có 6 chiếc MiG-21, 20 chiếc MiG-23 và 3 MiG-29. Lưu ý, ngoài MiG-21 thì số MiG-23 và MiG-29 là Cuba mua bằng tiền mặt, không phải là được Liên Xô viện trợ. Đó là kết quả của sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong giai đoạn những năm 1980. Điều đó cho phép họ mua các vũ khí trang bị tốt. Chỉ tiếc là hiện tại họ không còn đủ khả năng duy trì sức chiến đấu cao nhất. Nói qua một chút về phiên bản MiG-23 của Cuba, đa số đều thuộc phiên bản MiG-23ML, một trong những thế hệ tốt nhất của dòng máy bay này. Nó được trang bị radar Sapphire 23ML, có tầm trinh sát tới 85 cây số, có thể bắn tên lửa không đối không R-23, cự ly tấn công 35 cây số. MiG-23ML được trang bị động cơ R-35 F-300 có tuổi thọ 450 giờ bay,
tốc độ tối đa 2.499 km/h, tầm bay chiến đấu 1.500 cây số. Lúc cao điểm, Cuba có trong tay 40 chiếc MiG-23, giúp họ trở thành không quân đáng gờm nhất ở khu vực châu Mỹ Latin. Trở lại với không quân Cuba, năng lực không quân vận tải của họ hiện nay chỉ còn 2 chiếc máy bay vận tải AN-26. Không quân trực thăng chỉ còn 14 chiếc, trong đó có 10 chiếc Mi-8 và 4 chiếc trực thăng tấn công Mi-24. Không quân huấn luyện còn 16 chiếc L-39 mua của thiệp khắc. Công tác huấn luyện đối với phi công cũng khá hạn chế, số giờ bay của phi công khá thấp do yếu tố chi phí. Tuy nhiên, nếu như nền kinh tế Cuba được cải thiện từng bước, họ sẽ sớm có lực lượng không quân mạnh trở lại. Cũng như Việt Nam, họ có khả năng bảo quản vũ khí rất tốt. Ước tính hiện Cuba có 180 máy bay nằm trong các kho niêm cất. Chỉ cần có ngân sách ổn định, họ có thể khôi phục chúng bất cứ lúc nào, trở lại vị thế của lực lượng không quân hàng đầu Mỹ Latin. Dẫu vậy, không quân thế vẫn còn là khá, tình hình hải quân Cuba ở mức tệ hơn nhiều. Là đảo quốc, sở hữu vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, thường xuyên phải đối mặt với hải quân Mỹ, nhưng hải quân Cuba hiện rất khó khăn, thiếu tàu chiến hiện đại, trang bị ngày càng thu hẹp. Lúc cao điểm vào năm 1988, ít ra họ vẫn còn 12.000 lính, trang bị một số tàu chiến hiện đại mua của Liên Xô. Còn hiện tại, họ chỉ còn khoảng 3.000 người, phải loại biên chế 3 tàu ngầm và một vài chiếc khinh hạm. Quy mô hiện nay chỉ còn 6 tàu tên lửa OSA 200 tấn, 8 tàu quét mìn, 1 tàu tấn công nhanh nhưng chỉ có ngư lôi và rocket chống ngầm. Việc thiếu tàu chiến lớn bi đát tới mức, sau cùng họ phải độ chế 2 tàu đánh cá 3.200 tấn mua của Tây Ban Nha năm 1970 để tạo thành khinh hạm tên lửa Rio Damunzi. Sau độ chế, nó vừa có thể làm nhiệm vụ đánh cá, vừa phóng tên lửa chống hạm khi phải chiến đấu. Trang bị hiện có 2 bệ phóng tên lửa P-15 Tepmit có tầm bắn khoảng 40 cây số, 1 bệ pháo 2M3 và 1 bệ pháo 57 ly 2 nòng, pháo phải nạp bằng cơm, không có radar dẫn bắn. Ở đuôi tàu có một sân đỗ để chở một trực thăng chống ngầm loại Mi-14, đó cũng là 2 máy bay duy nhất của không quân hải quân Cuba. Ngoài ra, họ cũng tổ chức một lực lượng phòng thủ bờ biển, trang bị các loại pháo xe kéo 122-130 ly và tên lửa đất đối hải. Họ cũng có một số tổ hợp tên lửa bờ 4K51 Rubet, trang bị tên lửa chống hạm có tầm bắn 80 cây số và hệ thống tự chế tạo có tên gọi là Bandera 6M nhưng không rõ tính năng như thế nào. Có thể nó vẫn sử dụng loại tên lửa hành trình P-15 Tecmic, loại vũ khí chống hạm số 1 của Cuba hiện nay. Thứ vũ khí này ra đời từ những năm 1960, nặng 2,5 tấn, lắp đầu nổ 450 cân nhưng tầm bắn hạn chế chỉ từ 40-80 cây số. Tốc độ bay dưới âm, thân hình lại to lớn, thành ra bị coi là lạc hậu và dễ bị đánh chặn. Nhìn chung, quân đội Cuba hiện nay gặp nhiều khó khăn vì nguồn ngân sách hạn chế, kinh tế còn nghèo do lệnh cấm vận kéo dài nửa thế kỷ từ Mỹ và một số quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong cái khó nó ló cái khôn, cũng như Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp phải tự chế vũ khí, Cuba cũng vậy. Như đã trình bày, họ tự chế các loại vũ khí bằng cách cải tạo, lai ghép các hệ vũ khí của Liên Xô với nhau, tạo thành khí tài mới, đảm bảo tính cơ động, hỏa lực mạnh. Những thành tựu của Cuba là rất đáng học hỏi. Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới có tiềm lực hạn chế cũng nên học. Mà thực tế, hiện nay, một số phương án cải tiến vũ khí của ta cũng giống như Cuba. Đó là các đề tài cơ giới hóa pháo kéo xe 76 ly, 85 ly, 105 ly lên khung gầm xe tải Uran của xí nghiệp Z751 hay lên khung gầm xe xích M548 của quân khu 9. Việt Nam cũng tiến hành chế tạo các tổ hợp tên lửa phòng không cơ động với việc dùng tên lửa không đối không K-13 và R-60 lắp lên khung bệ xe tải, tích hợp các cơ cấu dẫn bắn dùng radar hoặc trạm quang điện. Đáng chú ý, gần đây đang có thông tin về việc Viettel đã tự lực cải tiến thành công tổ hợp tên lửa SA-3, phát triển radar thụ động như kiểu Kochuga của Ukraine hay Vera của Serbia. Hy vọng, với những thành tựu đạt được của bạn, chúng ta có thể tiếp tục mạnh dạn nghiên cứu các đề tài mới, áp dụng hàng loạt, góp phần nâng cao sức chiến đấu của quân đội. Chúng tôi cũng chúc cho đất nước Cuba, quân đội Cuba sớm vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ hơn xưa, đủ khả năng bảo vệ đất nước trước mọi thế lực thù địch. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Đừng quên like, comment, sub, ấn chuông ủng hộ kênh nhé.